Hôm nay tôi muốn tặng cho quý vị và các bạn một cái trường hợp thực tiễn về việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, trong đó có cái hành vi bồi thường thiệt hại về danh dự nhân phẩm. Thứ nhất là khi mà tôi nhận một cái vụ kiện đó thì tôi cũng cảm thấy lo lắng. Thật sự ra cái công việc nó cũng không có lớn lắm. Thì chị A khởi kiện chị B, chị A cho rằng là chị B đã xúc phạm mình bằng cách là nói mình là đồ ăn cắp và khởi kiện lên tòa. Thì chị cho rằng là chị bị đánh rồi bị cho xúc phạm là ăn cắp, và khi mà như vậy thì chị đã bị hàng xóm xa lánh, tất cả mọi người đều nhìn chị với con mắt là một không mấy là thiện cảm, và chị yêu cầu bồi thường một cái hai vấn đề. Thứ nhất là trong cái việc mà đánh đó như vậy thì có mất cái tài sản, có mất là cái cộng dây chuyền. Thứ hai nữa là phải bồi thường, xin lỗi ở tại tòa án và xin lỗi ở Ủy ban Nhân dân xã mà nơi hai người, cái nơi mà xúc phạm đó. Thì trong cái quá trình mà hòa giải ở tòa thì cái bên bị đơn họ cho rằng là thực sự ra là tôi không có ý định đánh đâu, tuy nhiên rằng là do là tôi sợ rằng là tôi bị vì một cái nóng lòng gì đó cho nên tôi có đánh chị này một vài bạt tai. Còn riêng cái cộng dây chuyền này thì nếu như trong trường hợp chị này cho rằng là tôi là người lấy thì chị này phải chứng minh, và sau khi tòa án đã giải thích thì phía bên nguyên đơn đã rút lại cái phần mà yêu cầu mà mất cái cộng dây chuyền đó, và chỉ yêu cầu với một yêu cầu thôi quý vị và các bạn, đó là buộc xin lỗi tại tòa án và xin lỗi tại cái nơi mà Ủy ban Nhân dân xã nơi chị đã xúc phạm. Thì trong cái quá trình mà thụ lý giải quyết thì việc xin lỗi tại tòa án thì cái chị bị đơn cũng đã xin lỗi rồi. Tuy nhiên cái việc xin lỗi tại Ủy ban Nhân dân xã thì bị đơn nói rằng là bây giờ tự nhiên xin lỗi, trong khi nguyên đơn nói rằng là cái hôm trước chị nói với tôi, chị xúc phạm tôi rằng là tôi là người ăn cắp đồ của chị, trong đó có khoảng 40 người, 40-50 người gì đó, và tôi bị thiệt hại như vậy, thì bây giờ phải mời hết đủ 40-50 người như vậy lên. Tuy nhiên rằng cái việc đó không thể thực hiện được. Tuy nhiên thì sau một cái hồi phán quyết của tòa thì các bên đã gặp nhau ở một điểm chung rằng là chị bị đơn bảo rằng là khi mà cái câu chuyện phải kể như thế này để quý vị và các bạn được hiểu. Thì khi chị bị đơn này là bán tạp hóa, thì khi bán tạp hóa thì chị đi ra ngoài và chị thấy một cái khách hàng lại để mà mua cái hàng hóa đó. Thì trong cái quá trình mà chị gặp, chị về và chị phát hiện thấy mất một cái số tiền cũng tương đối lớn, và chị quyết định là trong cái sự nghi ngờ, chị cho rằng là nguyên đơn, tức là cái người đi mua hàng này là lấy của chị, và chị đánh. Thì sau đó thì chị cũng đã tìm ra được cái số tài sản này, và kết thúc một cái câu chuyện là các bên đã đồng thuận với nhau quyết định công nhận sự thỏa thuận, rút đơn khởi kiện. Bị đơn cũng đã xin lỗi nguyên đơn tại tòa án. Thưa quý vị và các bạn, thông qua câu chuyện này tôi muốn nói rằng cho đến thời điểm hiện tại thì có những cái việc do vô tình, có những cái việc do cố ý mà mọi người xúc phạm với nhau trên cái mạng Facebook. Một người xúc phạm với nhau trên cái YouTube,
Tuy nhiên thì cho đến thời điểm hiện tại thì pháp luật vẫn còn bỏ ngỏ đối với vấn đề này. Hy vọng rằng một chút kiến thức và một chút kinh nghiệm trong cái lĩnh vực này sẽ tặng cho quý vị và các bạn để giúp quý vị và các bạn hiểu thêm những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt là việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Nguyên đơn khởi kiện, bị đơn đến, các bên ngồi lại ở nhau. Nếu trong trường hợp không ngồi lại ở nhau được thì chúng ta sẽ áp dụng những cái quy định của pháp luật trong trường hợp này. Và các bạn biết rồi, khi áp dụng luật trong trường hợp này thì cái thiệt hại nguyên đơn phải chứng minh là có thật để tòa chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn. Thật sự ra để mà song hành với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta trong lĩnh vực này tương đối khó. Hy vọng là tôi sẽ quay trở lại về việc bồi thường danh dự, nhân phẩm trong cái việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng này trong vài video nữa. Các bạn chờ xem nhé. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi là luật sư Đoàn Thị Thiên Thanh Thu.